Xin chào anh em đã quay trở lại với review nghệ. Mình Redmi Note 13 Pro 5G ở thời điểm tại phải nói là vẫn còn rất là hot trong tầm giá năm cũ. Và đây cũng là một sự lựa chọn mình đồng ý là nó cực kỳ là hợp lý. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những sự lựa chọn khác trong cái tầm giá này. Ok, thì video ngày hôm nay hãy cùng mình xem với cái giá năm cũ thì chiếc loại nào ngon hơn chiếc Redmi Note 13 Pro này anh em nhé. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để bắt đầu video chi tiết thôi anh em. Ok, rồi đầu tiên thì mình sẽ khoanh vùng lại trong cái tầm năm cũ này thì thật sự có rất là nhiều máy đến từ nhiều hãng khác nhau như là Realme này, Samsung hay là kể cả iPhone, Pixel đều có. Tuy nhiên thì để mà nói tới một số hãng như là iPhone hay là Pixel thì chắc chỉ toàn những là con máy cũ được ra mắt vài năm rồi. Đấy nên thôi, cùng với những con Samsung hay là Oppo thì chắc là cũng vậy thôi. Chứ còn máy mới trong tầm giá năm cũ theo mình trong tầm này thì cũng không thấy con nào ngon hơn con Redmi Note 3 Pro 5G này đâu. Tại vì cơ bản em Redmi Note 13 Pro 5G này thì nó là hàng xách tay nên là em này mới có mức giá như vậy. Chứ còn để mà hàng chính hãng các thứ thì giá nó sẽ hơi cao. Ok, vậy trong tầm giá này thì mình thấy Realme cũng có một vài con xách tay cũng khá là ngon như là con Realme Q5 Pro này, nhưng mà con đó ra mắt thì cũng khá lâu rồi. Hay là con Realme GT Neo 5 SE cũng được, nhưng mà giá con Realme GT 5 SE thì nó lại hơi cao hơn xíu. Và cuối cùng thì trong tầm giá năm cũ này thì chắc chỉ còn lại nhà Xiaomi Redmi để đối đầu với nhau mà thôi. Rồi, với năm cũ thì mình sẽ nghĩ ngay đến một con máy cũng rất là hot, đó chính là con Redmi Note 12 Turbo. Một em điện thoại phải nói là sự lựa chọn không có gì phải chê trong tập này. Hiệu năng thì cũng là con chip Snap 7 cộng Gen 2 này cũng rất là mạnh để cho nó có thể chơi những cái tựa game phổ biến bây giờ. Kể cả anh em chơi những tựa game nặng như là Genshin Impact thì nó vẫn có thể đáp ứng được cho em ở mức độ hỏa trung bình. Và nó cũng sẽ có cho mình một cái màn hình gọi là đủ đẹp, màn hình OLED này, Full HD cộng, có 120Hz các thứ, nước chặn qua lại thì cũng còn rất là mượt mà thôi. Và pin thì cũng sẽ có cho mình là viên pin 5000mAh kèm theo đó là sạc 6-7W. Nói chung là cơ bản một cái thông số cũng đủ trâu, sạc đủ nhanh để cho nó có thể sử dụng trong vòng ngày rồi. Đó, nó sẽ đáp ứng được cho anh em hầu hết trong vòng ngày. Tuy nhiên thì cái điểm mình thấy nó vẫn không ăn được so với em Redmi Note 13 Pro 5G này, đó chính là về phần thiết kế. Đây, thì em này nó có cho mình một cái phần thiết kế từ cơ bản là mới. Đó, mặt lưng thì mặt lưng kính luôn em nha, nó nhìn rất là đẹp luôn. Còn em Redmi Note 2 Turbo thì nó sẽ chỉ được cho mình một cái thiết kế nó nhìn nó bình thường, nó không có gì mới mẻ, cũng như là nhìn vào nó không có một cái điểm nhấn nào cả em ạ. Chất liệu thì toàn là bằng nhựa thôi, tất nhiên rồi, tại vì nó đều chú tâm hết vào cái phần hiệu năng, cho nên là về phần thiết kế thì có vẻ nó không ăn được con Redmi Note 13 Pro này. Hay là cũng như là về camera thì nó sẽ không có camera 200MP như là trên con này. Nhưng mà cái này thì chỉ gọi là trên thông số thôi, chứ còn để cho anh em sử dụng chụp choẹt cơ bản bình thường thì mình thấy hai cái con này thì nó cũng sẽ gọi là chênh nhau không quá nhiều. Đó, tuy là cái cảm biến 200MP nhưng mà để mà chụp quay các thứ thì nó cũng sẽ bình thường thôi, chứ nó không thể nào mà so được với những con tầm giá cao hơn đâu. Riêng em Redmi Note 2 Turbo thì được cái là phần hiệu năng nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều so với em Note 13 Pro 5G này, nên ở đây một điều anh em có thể gọi là đánh đổi một tí. Rồi, tiếp theo một con hàng nữa cũng có một cái phần hiệu năng mạnh không kém, đó chính là con Redmi K60e, một con máy giá rẻ nhất trong dòng K60. Ok, thì với em K60e này thì nó sẽ được trang bị chip Dimensity 8200, một con chip phải nói là cũng rất là mạnh mẽ để cho anh em có thể chơi những cái hầu hết những cái tựa game cơ bản bây giờ. Nên là anh em cứ yên tâm về cái phần này. Về mức giá thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng hơn năm cũ một tí thôi. Nó cũng sẽ tương tương với em Note 13 Pro 5G này. Pin thì con K60e thì nó sẽ nhỉnh hơn, đó chính là 5500mAh và sạc thì cũng là 6-7W. Thật ra thì nó lệch nhau tầm khoảng 500mAh thì nó cũng khư thiệt nhau không quá nhiều để cho nó có thể sử dụng cơ bản đâu. Và màn hình thì con K60e thì nó sẽ lên tới là 2K độ phân giải, vẫn có tấm nền là OLED này. Nói chung là cơ bản về chất lượng thì nó cũng sẽ rất là ok thôi. Màu sắc thì cũng tươi nè, màu đen sâu, chi tiết thì rất là nét rồi. Màn hình thì vẫn có 120Hz các thứ để cho em có thể sử dụng, nước chặn qua lại rất là mượt mà. Tuy nhiên thì đó, như mình nói, đối với những cái máy tầm mức giá rẻ thì nó tập trung quá nhiều vào phần hiệu năng, cho nên là về cái phần camera thì nó cũng sẽ gọi là bình thường thôi, chứ nó không có cái điểm gì là nổi
nổi bật trên cái phần camera cả. Đó, để cho nó có thể chụp chẹt cơ bản bình thường thì nó vẫn đáp ứng được, cho còn đẹp thì không đâu anh em nhé. Cũng như là về phần thiết kế trên con K60e thì nó cũng không mang lại cho mình một cái cảm giác gì đó mới mẻ hay là nổi bật gì cả. Nó không thể nào mà bằng được con Redmi Note 3 Pro 5G này. Cái này thì có thể nói là tùy mắt mỗi người, nhưng mà mình thấy rõ ràng con Redmi Note 3 Pro 5G này thì nó sẽ có phần thiết kế đẹp hơn. Đó thì theo như mình thấy, hai con máy trên thì có thể là đối thủ trực tiếp với em Redmi Note 13 Pro 5G. Anh em vẫn có thể thêm một tí lên một vài cái con máy nó ngon hơn như là con Redmi K70e. Đâu đó thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 5 củ 8. Nói chung là cũng cực kỳ ổn với phần thiết kế này. Hiệu năng cũng là Dimensity 8300 Ultra. RAM ROM thì thoải mái hơn rất là nhiều cho anh em với 8256 để cho anh em để sử dụng, lưu trữ các thứ thì phải nói là rất thoải mái rồi. Và pin thì cũng sẽ có viên pin 5000, sạc thì nhanh hơn một xíu nếu mà so với em Redmi Note 13 Pro 5G này. Và cũng cùng trong tầm mức giá đó thì có em Redmi K60. Em này thì cũng không có gì phải chê với con chip Snap 8 cộng Gen 1 luôn nha. Màn hình thì cũng rất là chất lượng này, pin thì cũng rất là trâu như là con K60e thôi, 5500 mAh, kèm theo đó là sạc 67W. Nói chung để mà nói, so với em Redmi Note 13 Pro 5G trong tầm này thì hầu hết nó sẽ hơn về cái phần hiệu năng là chủ yếu thôi, chứ còn về thiết kế thì nó cũng khó con nào mà ăn được cái em Redmi Note 3 Pro 5G này. Đặc biệt là cái em này cũng là một trong những cái dòng mới ra mắt của nhà Redmi. Về mức giá thì anh em có thể tham khảo tại cửa hàng Nam App Store, mình sẽ để một cái phần đường link ngay dưới phần mô tả. Anh em có thể bấm vào cái phần đường link đó để có thể vào tham khảo chi tiết anh em nhé. Rồi thì anh em thấy mình thiếu chiếc điện thoại nào trong tầm giá này nữa để có thể ăn được em Redmi Note 13 Pro 5G này thì anh em hãy để lại phần bình luận ở dưới để cho mình và những anh em khác cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.